xin chào các bạn hôm nay uh, chủ nhật mình phải xử lý một vài cái trường hợp uh, hỏng hóc liên quan đến cái cây uh, akaigui đây mình uh, về được ba cây báo hỏng thì uh, cái nguyên nhân hỏng mình thấy rằng là chủ yếu là do hai nguyên nhân một là do các bạn bảo quản không đúng cách và hai đối với những anh em mà uh, mới chơi ấy, thì là uh, anh em thổi trong quá trình thổi là anh em uh, cái này cũng rất là khó để 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 khắc phục được nhưng mà là anh em thổi vào đây ý, là thổi cả nước bọt vào luôn dẫn đến cái tình trạng là cái cảm biến hơi nó đường đường dây của cảm biến hơi như thế này này là nó tràn ngập cái nước bọt ở phía bên trong như bình thường ý, những anh em thổi vào cái luồng hơi không không có nước ý, thì nó sẽ hơi nước nó sẽ đọng lại ở cái dây này và ra phía đuôi sáo mà nếu mà anh em mà thổi cả nước bọt vào ấy thì cái dây 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 cảm biến này nó cũng cũng bị ảnh hưởng thì đấy là một trong lỗi mà 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 khiến cho cái cây sáo cái cảm biến hơi này nó bị chậm lại đi rất là nhiều và nữa là anh em khi mà anh em thổi xong ấy thì mình thấy là uh, thậm chí là khi mà gửi tới bên mình bảo hành rồi mà cái đầu thổi này không, vẫn không được vệ sinh đấy thì chứng tỏ là trong quá trình mà anh em thổi là anh em rất là lười vệ sinh cái đầu thổi này thì đâu đó khoảng một hai tuần anh em cố gắng uh, tùy từng cái biên độ sử dụng của mình mình nhìn thêm nếu mà nó bẩn thì cố gắng là mình tháo ra vệ sinh giúp mình nhá uh, cái đấy từ những cái nhỏ đấy thôi nhưng mà nó sẽ khiến cho cái cây uh, kèn của chúng ta sử dụng nó bền hơn rất là nhiều và một cái điều nữa nó là cái vấn đề liên quan đến anh em bảo quản kèn thì uh, mình thấy rất là nhiều cái mạch nó bị uh, mốc đây ví dụ như là cái cái này mình đã xử lý qua rồi nhưng mà nó bị mốc này nó bị dỉ này mình lau hết rồi nhưng mà nó vẫn còn mốc luôn đấy thì 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 uh, anh em hãy cố gắng bảo quản giúp mình ở cái nơi khô ráo thoáng mát một xíu uh, tránh để ở tường ví dụ cái bức tường này nhiều anh em treo ở tường ấy thì uh, uh, như nhà mình nhà tầng ở cao thì không sao nhưng mà nhà đất ấy, thì anh em tránh cho mình cái nền đất là thứ nhất Thứ hai là ở tường và thứ ba là các góc tường. Thì những cái vị trí đó nó rất là ẩm ướt thì các bạn treo mình nghĩ là chỉ đâu đó trong một vài tháng thôi thì ngay lập tức cái đồ điện tử nào cũng vậy thôi, mặc dù Akai nó nó rất là bền đấy nhưng mà các bạn bảo quản như thế thì nó sẽ sẽ không không được đảm bảo. À, nữa là cái một vài cái tình trạng liên quan khi mà thổi anh em có ra nước bọt đấy thì nó chảy phía xuống phía dưới cái đuôi này từ cái đầu thổi ở đây nó chảy xuống bên dưới không những là nó làm tắc cái ống cảm biến hơi mà nó chảy xuống bên dưới nó vào những cái linh kiện ở bên trong này thì mình có ghi nhận một vài cái trường hợp như cái trường hợp này là thậm chí là cái 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 nó có dỉ ở đây luôn các bạn đâu rồi đây các bạn nhìn nó nó nước nước miếng nó bị chảy xuống đây và nó bị dỉ ở đây vào những cái linh kiện trong này khiến nó bị cháy nó bị chập thì đấy là một vài cái nguyên nhân thì để mà khắc phục được cái tình trạng đó thì các bạn cố gắng là trong quá trình mình thổi có thể là mình sẽ sử dụng các cái vải để mình bọc ở cái phía vị trí này khi mà đấy là đối với anh em mà ra nhiều nước bọt nhé thì một là thường xuyên vệ sinh hai là mình uh, lấy vải mình, uh, mình, bịt vào cái vị trí này thì khi mà nước bọt nó xuống dưới nó sẽ ngấm hết vào cái vị trí vải đó thì nó sẽ sẽ đảm bảo cái cây kèn của anh em chúng ta sử dụng được lâu được dài chứ để nó chảy hết xuống dưới và nó ngấm vào cái mạch này thì mình nghĩ nó cực kỳ nhanh hỏng luôn đấy uh, thì anh em lưu ý cho mình một vài cái điều như vậy nhá nếu mà có nhu cầu liên quan đến uh, mua các loại sáo điện tử hay là bảo hành sửa chữa thì các bạn hãy liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trang Music Số điện thoại 0924644222 nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào.